Vâng, xin được kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn đã trở lại với chuyên mục xe cũ đã qua sử dụng của Nguyễn Trung Ô Tô, có địa chỉ là siêu thị ô tô Bica Hà Nội, 26 đường Cầu Diễn nhé, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm ạ. Chuyên kinh doanh các cái dòng xe đã qua sử dụng. Và ngày hôm nay em lại giới thiệu thêm cái mẫu xe mới về bên em. Một chiếc xe gọi là siêu lướt mà cũng siêu hot trong thời điểm gần đây. Đó là chiếc xe Hyundai Tucson. Và chiếc này của em là đời 2021, máy xăng bản tiêu chuẩn nha các bác nhé. Xe gọi là siêu lướt vì xe mới đi được khoảng 1 vạn nha các bạn. Và bây giờ em xin phép đi một vòng để giới thiệu qua về phần của chiếc xe. Đó là thân vỏ hay là ngoại thất, hay là có những cái điểm gì thay đổi so giữa cái bản tiêu chuẩn và bản đặc biệt. Thì đối với chiếc xe Hyundai Tucson 2021 bản tiêu chuẩn này, xe có màu sơn màu đen rất là đẹp các bác nhé. Mặt ca lăng cũng thay đổi khá nhiều, đúng không ạ? Đời này thì chưa phải 22 nên là cũng vẫn mặt ca lăng từ 2019 cho đến như 21 này, nó gọi là form cũ, đúng không ạ? Và điểm dễ nhận biết nhất so với cả bản đặc biệt là gì? Thứ nhất, hệ thống đèn pha của xe. Đèn pha của bản đặc biệt sẽ đèn LED và đèn bản này là đèn projector nha các bác nhé. Xe cũng có cái giải đèn LED này, định vị này. Và cái thứ hai nữa là cái mâm của xe. Mâm của xe thì nhỏ hơn, mâm chỉ được trang bị bộ mâm là 17 inch như bác thấy. Và cái la răng khác hơn so với bản đặc biệt. Bản đặc biệt đa chấu như chấu ống nhỏ, đan xen nhau trông rất là bắt mắt, đúng không ạ? Nhưng gương thì được bắt được là gương tự động, là khi các bác khóa xe là gương vẫn tự động gập vào bác nhé. Các bác thấy này, em đang đi một vòng để giới thiệu về cái phần ngoài chiếc xe. Vì đây xe siêu lướt, xe tư nhân một chủ, nên là xe còn rất là đẹp, 21 mà. Xe mang biển tỉnh đấy ạ. Nhưng xe rất đẹp nha, các bác thấy. Nước sơn còn zin đến 99%. Xe không một vết, rất là đẹp. Các bác rất chủ xe, rất giữ gìn. Lốp lạp vẫn còn rất là dày, hòa vẫn còn, đúng không ạ? Đây, các bác thấy này, khi em quay ngoài trời nắng mà độ bóng của xe nó tương phản rất là đẹp nhé, đúng không? Và bây giờ đi vào bên trong một chút. Về phía nội thất của chiếc xe thì xe vẫn có được trang bị là ghế da và cũng có đục lỗ thoáng này. Ghế lái vẫn chỉnh điện, chỉ có ghế phụ thì là đã bị cắt bớt, đúng không ạ? Rồi, trên cái vô lăng ba chấu vẫn có tích hợp đàm thoại rảnh tay hay điều chỉnh âm thanh. Chỉ có cái là bị cắt mất phần cruise control. Và ở đây xe audio, xe mới đi được có 1,3 vạn các bạn. Vẫn được trang bị màn hình cảm ứng, tích hợp cả bản đồ dẫn đường, đúng không ạ? Rồi xuống dưới một chút là vẫn có hệ thống điều hòa tự động. Rồi và đây vẫn có được trang bị 3 chế độ lái nha các bác nhé. Đó là Eco, Comfort và Sport, đúng không ạ? Cũng có hỗ trợ đổ đèo, nhưng đã bị cắt mất phần cửa sổ trời toàn cảnh panorama. Đó là một số cái option sẽ đã bị giảm bớt đi để giá thành chiếc xe hạ xuống. Đấy, và như đây các bác thấy hàng ghế khoang hành khách thứ hai cũng rất là rộng, vẫn nguyên bản thôi. Đấy, cũng vẫn ghế da có đục lộ thoáng. Và một điểm nữa đó là cốp phải mở bằng tay nha các bác nhé. Cốp mở bằng tay các bác nhé, không phải là cốp điện như bản đặc biệt, đúng không ạ? Nhưng mà thế, nhưng mà diện tích thì vẫn vậy. Đấy, khoang nội thất vẫn rất rộng, đúng không? Vì dòng này dòng xe là dòng crossover, một cái dòng xe gia đình rất là tiện dụng đi trong phố. Nhưng mà thế, và hiện nay như những chiếc xe này là bên siêu thị ô tô Bica của chúng em đang mong muốn cái giá là 820 triệu nhé. Đang mong muốn cái giá là 820 triệu. Quý anh chị nào có quan tâm xin vui lòng liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại là 0965 822 782. Em tên là Trung, để biết thêm chi tiết về chiếc xe hay là được có cái giá tốt nhất. Và quý anh chị đến với siêu thị ô tô Bica của chúng em thì chúng em sẽ cam kết tất cả với quý anh chị vì chất lượng của xe. Đó là không bị đâm va ảnh hưởng gầm bệ sắt xi, hay tháo cẩu máy, bổ máy, ngập nước thủy kích nhé. Và giấy tờ an ninh an toàn rõ ràng ạ. Và bên em cũng hỗ trợ cho quý anh chị nào muốn mua xe trả góp lên đến 70%.
Mọi thông tin chi tiết xin quý anh chị vui lòng liên hệ trực tiếp với em ạ. Và tới đây, clip xe cũ đã qua sử dụng của em xin được tạm dừng. Hẹn quý anh chị vào những clip tiếp theo. Quý anh chị nào có yêu mến thì cho em xin một like và một đăng ký kênh để kênh của em ngày một hoàn thiện hơn ạ. Và lời cuối em xin kính chúc toàn thể quý anh chị một ngày với nhiều sức khỏe, bình an và gặp nhiều may mắn ạ. Em xin chân thành cảm ơn ạ.